Kính thưa các cô bác đồng danh, thì hiện nay chúng tôi đang ở tại cái vườn tiêu của anh Nguyễn Đức Sướng. Thì hiện nay thì cái vườn tiêu này ở cái huyện Châu Đức của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thì theo anh Sướng cho biết thì cái giống tiêu anh trồng là giống tiêu Vĩnh Linh và anh trồng ở đây được 7 năm rồi. Thì sau khi đi một cái vòng quan sát trong vườn thì chúng tôi nhận thấy là cái vườn của anh rất là tốt. Tuy nhiên cũng có một cái số cây nó có một cái số triệu chứng bệnh hại, đặc biệt là tiêu trùng. Thì hôm nay chúng tôi cũng xin chia sẻ với anh Sướng cho một số ý kiến về cái bệnh này nó tác hại đến cái năng suất và cây tiêu như thế nào. Thì vườn tiêu mà của tôi đây là thực tế ra tôi trồng tới nay là 7 năm. Nhưng mà cũng có một số cây nó bị cái tuyến trùng, như vườn tiêu nhà tôi đây mà bị tuyến trùng là rất là ảnh hưởng tới cái năng suất. Nếu mà có chữa được mà cho nó có năng suất thì một cái thời gian rất là lâu dài. Như vườn tiêu nhà tôi đây là có một số cây là bị ảnh hưởng là trong vòng tới nay là 4 năm tôi đã chữa trị thì nó trụ lại được như thế này. Còn lại như vậy, nếu mà cây nào mà không trụ được là từ từ là rụng từng đốt một là sẽ chết, không có tồn tại. Anh Thương Sướng, thì như cái vườn tiêu của anh á, thì tôi thấy rằng là nhìn chung thì nó rất là đẹp. Nhưng mà cũng có một số cây nó có một cái triệu chứng mà tôi nghĩ rằng là cái triệu chứng này là do cái con tuyến trùng gây ra. Thì bây giờ chúng ta cũng tôi với anh cũng sẽ trao đổi lại một số vấn đề liên quan đến cái tuyến trùng này, được ha. Đây anh thấy cái cây này ở trong vườn của anh thì nó rất là tốt, nhưng mà cũng có một vài cây đặc biệt như cây này thì anh thấy rằng là cây nó có một số cái triệu chứng mà tôi nghĩ là do bị tuyến trùng. Thì bây giờ chẳng hạn như anh thấy là đây là cái lá của một cái cây tiêu bình thường, thì anh thấy là nó lá nó rất là đều, cái bảng lá nó to, lá nó màu xanh đậm ha. Nhưng mà cái cây này đó thì chúng ta thấy rằng là nó có một cái nó không có được như vậy. Chẳng hạn như cây này thì chúng ta thấy là cái lá của nó nhỏ, cái lá nó ít. Và lá nó có cái triệu chứng là cái lá nó màu không màu xanh đậm mà nó là màu nhợt nhạt, màu vàng nhạt đó. Chẳng hạn như cái này. Đó. Thấy không? Tôi thấy là giữa hai cái đó, thì anh sẽ có một cái sự đối chứng ha. Của cây tiêu mạnh thì cái lá nó to, lá nó dày, lá màu xanh đậm. Đó. Còn cây tiêu này thì ngược lại là cái lá nó nhỏ hơn, lá nó vàng và nó không có đều. Nó không có đều, có một số lá nó rụng. Thì cái triệu chứng này cho tôi nghĩ rằng là đó là cái triệu chứng do con tuyến trùng nó gây ra. Thì dĩ nhiên cái tuyến trùng này thì nó sẽ còn kết hợp với lại một số bệnh khác nữa. Nhưng mà khởi nguyên đầu tiên là do con tuyến trùng. Bây giờ chúng ta cũng sẽ tìm hiểu xem cái nguyên nhân làm sao mà nó dẫn đến cái triệu chứng này. Anh Thắng ha. Thì như tôi nói hồi nãy thì cái nguyên nhân của nó có thể là do con tuyến trùng. Giờ muốn biết con tuyến trùng cái triệu chứng thế nào thì chúng ta sẽ đào dưới đất. Thì nhờ anh đào thử chút xíu rồi thôi. Rồi, được rồi, ok. Rồi, đây mà anh xuống ngồi xuống coi ha. Thì cái con tuyến trùng là chúng ta không có thấy được. Nó là một cái con dung tròn, nó giống như con dung. Nhưng mà cái kích thước nó rất là nhỏ, mình không thấy được. Thì con dung này nó sống ở dưới đất. Nó phá hại một cách là nó chích thuốc vào cái rễ. Và khi nó chích thuốc vào cái rễ này đó thì nó bơm cái độc tố vào. Và nó bơm độc tố vào thì làm cho cái nốt rễ nó bị sần sùi lên. Đấy. Sần sùi lên và nó có những cái nốt này. Ha. Thì khi đó, những cái rễ này nè. Anh thấy nó không phải là cái rễ bình thường nữa. Mà cái rễ này nó sưng lên bằng bà con nông dân gọi là nốt sần. Thì khi cái rễ này nó bị sần như vậy á, thì cái chức năng hấp thu nước và dinh dưỡng của nó không có bình thường. Thì khi nó không hấp thu được nước dinh dưỡng thì nó dẫn đến cái nguyên nhân là cái cây phía trên mặt đất của chúng ta đó nó bị thiếu dinh dưỡng, nó thiếu nước, nó thiếu phân, là nó sinh ra cái triệu chứng là cái lá nó vàng, lá nó nhỏ và nó không có đều và nhiều khi nó rụng xuống nữa. Thì thường thường cái triệu chứng bệnh tuyến trùng này nó thường thường nó xảy ra vào cuối mùa mưa đầu mùa khô, nên nó kết hợp với cái bệnh mà cho nó là chết nhanh đó. Thì ra cái triệu chứng mà cái vườn mà nó buồn, cái tiêu nó rụng hàng loạt là thường thường nó xảy ra vào tháng 11, tháng 12, tháng 1. À, lúc đó là hai cái nguyên nhân nó tác động lại làm cho cái cây tiêu chúng ta sẽ chết đồng loạt trên vườn. Và cái điều tôi muốn nhấn mạnh là chúng ta đối với tuyến trùng hoặc là đối với cái bệnh chết nhanh chậm thì chúng ta sử dụng nhiều biện pháp, trong đó những cái biện pháp mà chúng ta nói nãy là bón phân hữu cơ rồi canh tác rồi này kia, giống má này kia, là và chúng ta chỉ sử dụng cái thuốc như là cái biện pháp cuối cùng thôi. Thì đối với tuyến trùng á thì
Trước đây chúng ta có sử dụng, như anh biết là sử dụng nhiều loại thuốc, nhưng mà đa phần đều rất là độc. Độc nó hiệu quả tiêu trùng nhưng rất độc hại cho môi trường. Nhưng mà cái Sagofert này hiện nay là cái thuốc mà trừ tuyến trùng thế hệ mới. Nó có nhiều ưu điểm thì chúng tôi xin chia sẻ với anh. Cái ưu điểm thứ nhất là cái thuốc này là cái thuốc mà nó dạng hạt để chúng ta rải. Nó diệt được con tuyến trùng, diệt được con tuyến trùng. Và đồng thời nó làm cho con tuyến trùng nào mà chưa chết, nó bị tê liệt thôi. Tức là vừa có tác dụng tiêu diệt và vừa có dụng tiêu liệt, tê liệt. Cho nên cái hiệu quả nó sẽ kéo dài đến 1 đến 3 tháng. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai đó là cái thuốc này là nó diệt được nhiều loại tuyến trùng. Như anh biết là như cây tiêu chúng ta thì có một loại tuyến trùng melanogen. Trên cây sầu riêng nó có một loại trùng khác, trên cây cam quýt nó có Rhodopolis, tức là mỗi loại cây nó có một cái loại tuyến trùng. Thì cái Sagofert này nó diệt được nhiều loại tuyến trùng, tức là có thể dùng trên cây tiêu được, có thể dùng cây sầu riêng được, có thể dùng cây chuối được, có thể dùng cây ăn trái được. Đó là cái ưu điểm thứ hai. Cái ưu điểm thứ ba đó là nó thân thiện với môi trường, tức là anh rải xuống đất là nó tiêu diệt con tuyến trùng. Nhưng mà những cái con, chẳng hạn con có ít, chẳng hạn như con dung, con kiến thì nó không có bị ảnh hưởng gì hết. Và đó là cái ưu điểm của nó đó. Nó diệt con tuyến trùng nhưng mà nó không có diệt những cái loại vi sinh vật có ích cho chúng ta. Cái ưu điểm thứ tư của nó đó là nó khi anh rải đó thì nó không có trực di xuống đất, thấm trên đất, gây ô nhiễm nguồn nước ngầm. Không ô nhiễm nguồn nước ngầm. Thành ra là cái đó là cái thân thiện với môi trường. Là một cái nữa ưu điểm của nó là nó dùng được cho nhiều loại đất. Đất cát cũng được, đất sét cũng được, đất thịt pha cát, thịt pha sét được. Tức là anh dùng được trên nhiều loại đất khác nhau. Và nó không bị ảnh hưởng bởi cái độ chua của đất, không ảnh hưởng độ ẩm của đất, nhiệt độ của đất đó. Thành ra cái hoạt chất này đó, hiện nay là Sagofert là cái hoạt chất là Fertiazat, được nhiều nước trên thế giới sử dụng, là chính vì nó có những cái ưu điểm này. Bây giờ chúng ta cũng sẽ trao đổi được cái cách để mà chúng ta xử lý như thế nào anh ha. Thì đối với Sagofert này đó, thì thông thường bà con cô bác nông dân sử dụng một gói như vậy đó, một ký chúng ta bón cho khoảng 20 cây tiêu. Thì đối như vậy đó, đối với cây tiêu thì chúng ta sẽ rải từ cách gốc á ra khoảng 20-30 phân, chúng ta rải chung quanh rồi mình, trước khi mình rải, nếu mà là mùa khô á, chúng ta tưới nước trước và chúng ta rải sau để cái thuốc nó ướt thành thấm dưới đất. Còn nếu mùa mưa thì mình không có lo cái này lắm ha. Đấy. Thì cái Sagofert này thông thường thì bà con sử dụng để trừ trùng, người ta trùng để 2 đến 3 lần. Cái giờ đầu tiên á, là đầu mùa mưa. Đầu mùa mưa tức là ở trong điều kiện châu Đức mình á, thì có thể là tháng 4, tháng 5, tháng 6 mưa thì làm 1 lần. Cái lần thứ hai đó, nếu mật số tiêu trùng nó cao quá, chúng ta rải vào lần thứ hai là khoảng giữa mùa mưa. Tức là khoảng tháng 7, tháng 8. Ha. Và lần cuối cùng là khoảng cuối mưa, tức là khoảng tháng 11, tháng 12. Thì cái này tùy cái vườn, cái mật số tuyến trùng và tùy cái điều kiện của cái vườn của bà con. Thì mình sử dụng 2 hay 3 lần đó tùy của nông dân, nhưng mà tôi nghĩ là ít nhất phải 2 lần. Đó, thì một số vấn đề trao đổi lại các anh như vậy. Vâng, xin cảm ơn anh rất nhiều. Dạ, yeah, dạ. Yeah. Sau khi mà tôi dùng Sagofert này để trị cái bệnh tuyến trùng của cái vườn tiêu của tôi thì tới nay đã được 3 tháng mấy. Nói chung là cây tiêu rồi trở lại như vậy là phát triển rất là tốt và đưa lại cái năng suất cho gia đình như là cũng được như ý muốn. Kính thưa các bác nông dân, sau hơn 3 tháng chúng tôi quay trở lại cái vườn tiêu của anh Trịnh Sướng thì chúng ta thấy rằng là cái đánh theo đánh giá chúng tôi thì cái Sagofert đã có cái hiệu quả để trừ tuyến trùng. Thể hiện là như cái đây là cái cây trước đây đó, chúng ta thấy là nó có cái triệu chứng bị đào rễ, thì thấy có nhiều cái triệu chứng bị cái tuyến trùng, nhưng mà sau hơn 3 tháng chúng tôi quay trở lại thì thấy là cái màu lá nó đã mơn mởn hơn và cái trái tiêu nó đậu nhiều hơn. Thì cái này là cái minh chứng hiệu quả cho thấy là cái hiệu quả của cái Sagofert để trừ tuyến trùng. Hiện nay thị trường có nhiều cái loại thuốc trừ tuyến trùng, thì tôi thấy rằng là
cái sa gô phọt này nên là một cái lựa chọn tốt nhất hiện nay, vì nó vừa trị tiêu trùng và vừa bảo vệ môi trường. Thì cũng xin cảm ơn cô bác nông dân và Hiên xin hẹn gặp lại vào trong cái video tiếp theo.